Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Xuống đây anh em ơi. Mày làm gì đấy? 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 Mày chạy đi. Mày làm gì đấy? Mày chạy súng với anh à? Thực kia. Mày chạy đi em ơi. Vỡ đầu. Nó đòi tranh súng với mình anh em ơi. Gan to nhở. Hôm nay ăn gan hủ mà hả em. Ok mọi người. Một kill đầu tiên. Ê đừng. Ê đừng. Chỗ anh em với nhau đừng vậy. Đừng vậy bạn ơi. Chúng ta chỗ quen biết cả mà đừng vậy. Một cái liệu à? Một cái liệu vào trong đi. Chỗ quen biết cả ai làm thế? Bạn ơi. Chỗ quen biết cả ai làm thế? Qua đây, chỗ quen biết cả ai làm thế nhở? Từ từ đã anh em ơi. Cuốn máu đã. Đấy, cuốn máu luôn anh em ơi. Ui, cái gì đây? Sao vàng 5 cánh luôn. Giống kiểu chào mừng ngày 2 tháng 9 vậy anh em ơi. Cái bộ trang phục này ấy, nó ra mắt ở thẻ vô cực mới luôn. Đúng ngày lễ luôn mà tôi không có mua. Lên trên xem thế nào mọi người ơi. Thêm được một ít đạn súng trường này anh em. Let's go. Xuống dưới này xem thế nào nhờ anh em. Hình như là không còn ai nữa thì phải này. Tầm này chắc là chẳng còn ai đâu. Thôi cũng kệ à. Mình sẽ xuống dưới này. Ê có người. Chúng nó ở bên này. Tưởng hết người rồi cơ. Đây sẵn sàng này. MP40 đã lên đồ. Chỉ cần chờ người thôi anh em. Đạn căng đét luôn nhá. Nào đứa nào. Đây hả? Tên bảng. Xong. Tưởng ở đâu? Chứ ở đấy thì đơn giản. 3 kill. Đầu trận làm 3 kill. Phải nói là rất là nhẹ nhàng luôn. Em một đứa ở chân tròn này. Một đứa chân tròn này. Em mình không bắn được nó anh em ơi. Hẳn là không bắn được nó luôn cơ. Mũ này, đồ các thứ này. Ông ngắm 1x luôn này. Good game. Nó ở ngay trên. Ui, khầm thế nhở. Mình này anh em. Rồi này, mày gài mình anh à. Gài mình nổi không em ơi. Mày nó ngay trên. Mấy đứa kiểu ăn gì nhát chết vậy. Ăn gì mà nhát chết vậy em ơi. Cái đậu xanh này. Ăn gì mà nhát chết vậy hả em ơi. Thằng bé. Nó chạy xe này. Thôi xong. Mày xanh mộ với anh rồi. Nha em ơi. Xuống xe. Anh em chờ kẹo xíu. Bây giờ mình loot tạm đồ cái đã. Xong rồi mình qua mình xử lý nó luôn nhá. Ok anh em đi thôi. Đi thôi không lại muộn nhờ anh em nhờ. Đạn các thứ là ok cả rồi. Bây giờ là chỉ qua để săn nó thôi. Mình đang có 3 quả bóng keo nhá. Đâu rồi em ơi. Nhanh tay nhanh chân chạy lẹ nhờ. Ủa nãy mình tưởng nó rẽ qua đây. Chả biết nó rẽ chỗ nào rồi. Nhưng nó chạy mất tiêu rồi cơ. Ui nó chạy rồi. Thằng kia sợ quá nó chạy rồi anh em ơi. Bên trên này. Ê. Nó vừa bị hạ. Có đứa trên luôn cơ. Đây này. Nó này. Có đứa trên này anh em này. Có đứa ở ngay trên này. Đúng rồi này. Chạy đôi mê. Lên bảng. Vừa chạy vừa nhảy cơ. Trông có vẻ chuyên nghiệp đấy. Nhưng mà cũng lên bảng luôn nha. Scar này. Súng ngon. Nhưng mà nghe kiểu tiếng đạn Scar nghe rét tai lắm anh em ơi. Khá là rát. Nhưng mà thôi cũng kệ. Bắn súng nó ngon mà anh em. Đây. Tầm này tôi qua đây. Xem lượm xác của cái thằng ô tô ở đây. Xem còn gì không anh em. Lượm nốt luôn. Chứ bây giờ cái giáp bà đấy nát lắm. Ui nó nghèo vãi trời anh em ơi. Thằng bé nghèo dã man con Nga. Đây. Bơm máu lên nha anh em. Nốt túi máu này thì mình sẽ full thôi. Thì cứ lên cổng trời và săn mạng lên nào mọi người. Ok này.
kêu con em họ ở nhà em gọi anh là kẹo và đảm bảo nghe buồn nôn. Đù. Thật ra thì anh thích đặt tên thế. Sĩ kẹo. Mọi người có thể gọi mình là kẹo cũng được à? Ok mọi người ơi. Rồi để mình xem nào, có một cái báng level 2 nhá. Chất lượng. Cái báng súng này thì chất lượng rồi anh em. Qua bên này xem thế nào chứ nhờ. Ê, check nâng giáp không có mìn. Ăn luôn, đúng rồi. Thế này quá ổn rồi nhá. Ui, giáp chống nổ luôn anh em ơi. Gát. Có giáp chống nổ này thì chất rồi. Mình không có đâu. Mình sợ cho nó gầy mìn. Đôi khi anh em chơi game phải check hòm xác cẩn thận nhé. Ê có người này. Mày chạy đâu Hải ơi. Ui cái đậu xanh. Chạy đâu Hải ơi. Ui cái đậu xanh. Nó đã bị hạ luôn. Một thằng bé ngay ở trong phía 75. Gắt. Anh em thấy căng chưa? Anh em thấy căng chưa? Nó đang chạy qua này. Nó đang chạy qua này. Nó qua đây, nó qua đây. Qua đây mày. Một đứa trên nhà nữa nha. Gắt vậy. Gắt thế này chơi gì vậy anh em ơi. Thằng bé. Gắt vậy. Coi chừng vỡ đầu nha. Chúng mới phát vào đầu rồi anh em ơi. Cẩn thận cái đầu em nhá. Anh nói là chú cẩn thận cơ mà. Mình còn hai mũi keo này. Ra ngoài lượm đồ trước cái đã. Làm sao? Bắn đấy để làm gì? Anh có nhiều bóng keo lắm. Bắn thế để làm gì hả em ơi? Sửa giáp này. Coi chừng cái đầu em ạ. Coi chừng cái đầu em ơi. Coi chừng cái đầu em ơi. Coi chừng cái đầu nhá. Gan hơi to đấy nhở em nhở. Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Nó vừa dính mìn của mình rồi. À đâu, nó vừa dính lựu thôi. Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Làm sao đây? Làm sao đây? Qua đây, qua đây. Qua đây mày. Mình còn đúng một xíu máu này. Qua đây mày, qua đây mày. Thanh niên này, mày tưởng sao anh mà dễ à? Mấy đứa thủ nhà rơm rơm này, chơi mình thế nào? Ok ngon. Sửa giáp cẩn thận này. À mà bây giờ mình hết máu rồi cơ. Phải đi xem cái máu cái đã. Anh em thấy chưa, kẹo đã bảo với anh em là kẹo nghèo luôn mà. Đây có máu rồi này. Bơm luôn. Nó lại hợp lý quá cơ anh em ơi. Hỏng sát này. Qua xem lượng xác có gì không nhở. Ở đây chắc là có máu đấy. Ui dồi ôi, bong ke này. Nó xuống các kiểu này. Ê vãi trưởng, vãi trưởng. Đừng. Đừng. Lượm xác tí thôi mà làm gì căng. Bắn đi. Bắn đi. Mình tưởng ở đấy không có người. Thêm máu này. Thêm tí máu thôi làm gì mà căng. Ngay phía trước mặt lại là một đứa thủ nhà nha anh em ơi. Chơi game chỉ săn mấy đứa thủ nhà đã hết cả thời gian rồi. Để mình coi nào. Chắc là mình sẽ vứt bớt mấy cái lựu chóa đi. Lựu chóa thì mình không có xài đâu. Từ máu đây. Ok anh em. Let's go thôi. Lên phía trước mà lượm thính thì có vẻ ngon hơn. Đâu có như mấy cái thằng chuyên đứng thủ nhà. Ê, có đứa lượm thính rồi hả? Mình nhớ là thính vào đây cơ mà. Hay lắm. Ok ok. Mình còn lại 6 bóng keo này. Đứa nào vừa thủ nhà ở kia đâu rồi? Anh em thấy chưa? Chắc là nó lại núp rồi. Khổ mấy đứa chuyên núp. Chơi game mà núp như vậy thì chơi game làm gì hả em ơi? Đây nó là game sinh tồn cơ mà. Mình sẽ qua cái chỗ đứa trước mặt này. Ăn nó thì có vẻ ok hơn. Làm sao? Làm sao bắn đi? Làm sao bắn nổi không? Bắn đi. Bắn đi. Ui dồi ôi. Bắn trượt, bắn làm gì hả em ơi? Thôi nha, bye bye chú nha. Anh vào bó trước nhá. Không chơi nhây với chú đâu. Chơi nhây với chú thì anh sợ sánh mộ lắm.
À, tầm này thì còn lại 13 người chơi đấy nha anh em ơi. Cố gắng thì mình sẽ đạt top 1 luôn này. Xuống dưới này xem đã mọi người ạ. Đó, tiếp tục cùng kẹo săn mạng nha anh em. Thính thì ở ngay kia thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không lượm thính đâu. Lượm thính bây giờ ở đây đèo đá này. Nguy hiểm lắm, có xe, có xe, có xe. Xe gì đấy? Xuống xe mày. Làm sao đấy Hải mày, làm sao đấy Hải mày. Cái đậu xanh này. Mày chết đi em ơi. Mày đã còn xì máu thôi anh em ơi. Ngay góc trên cũng có người luôn. Căng thẳng thế. Căng thẳng như này ai chơi. Gắt phết anh em ơi. Tầm này mình không xuống thì nó cũng là một cái điều khá là bất lợi cho mình này. Cái đậu xanh này. Chạy đi em. Mày chạy đi em ơi. Lại lên xe. Xuống xe. Xuống xe. Quên. Vãi trưởng. Mới chết con người, mới chết con người, mới chết con người. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe, chạy đâu mày. Mày chạy đâu mày. Chạy đâu mày. Bên trên còn người thì nó mới căng chứ anh em. Trông kiểu dã man nhỉ. Nó chạy này. Mình xuống dưới đi anh em ơi. Tầm này xuống dưới được rồi. Làm sao mày dám sơi anh à, sơi nổi không? Phóng lựu hả? Ok thôi. Ok thôi phóng lựu hả? Còn không? Còn không em ơi, còn không? Còn phóng lựu không này? Đứng đây còn máu đã. Càng qua anh em ơi, càng qua anh em ơi. Càng thằng bé ngay trên. Gắt phết nhở. Tầm này khá là gắt anh em ơi, khá là gắt này. Ui. Mày bắn anh đi. Bắn đi. Xem có xanh mộ không nào. Dám sơi mình anh em ơi. Phía trước mặt cũng có người nên là tầm này hơi căng nhá. Đó. Dựng bom keo cẩn thận luôn này. Nó có máu này anh em ơi. Bom keo luôn này, chết. 9 túi máu luôn, khá là ổn. Tầm này thì đạn tiểu lên mình hơi nhiều. Lượm thêm đạn súng trường là hợp lý. Đó, nó vẫn đứng canh. Nó vẫn đứng canh anh em ơi. Nó vẫn đứng canh này, nó vẫn đứng canh này. Đứng canh này, ngân nè này. Thằng ở trên nữa. Có một đứa ở trên đấy anh em ơi. Game này hơi căng đây nha. Thằng ở trên thì chắc là nó vẫn đứng đấy thôi. Qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Đừng mãi đây, đừng mãi đây. Đừng như vậy. Đừng như vậy chứ. Hai đứa luôn. Tiếp bắp à. Ờ vãi trở cho nó chơi tiếp bắp anh em ơi. Tiếp bắp à. Tiếp bắp Hải em ơi. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Tiếp bắp Hải em. Xong. Ủa mình tưởng chúng nó chơi tiếp bắp với nhau cơ. Gát. Hai đứa đứng cạnh nhau nhưng không thèm bắn nhau. Good game. Có 3 thằng nữa anh em ơi. Ơ vãi trưởng. Đừng đừng. Đừng mà đây có 3 thằng nữa. Làm gì mà gắt thế. Mình đang quần máu thôi mà. Đang quần máu thôi mà có cần phải gắt như vậy không. Đứa nào vậy. Đứa nào. Chỗ nào em ơi. Chặn nó ngay góc cả nhà đổ nát thôi. Chứ nó cũng chẳng đi đâu xa được anh em ơi. Kiếm thêm được tí bom keo này cũng ngon. Đồ tầm này thì quá ổn rồi các bạn ơi. Nó chắc ngay chỗ đổ nát thôi. Ok ok. Tầm này còn lại mấy đứa đây. Trên tròi á hả. Căng rồi nha anh em. Nó chặn này. Nó chặn anh em. Xong. Good game thằng cuối. Làm sao hạ gục nốt thằng cuối là ok nhá. Chuẩn bị end game rồi nha anh em. Mình cứ đứng tạm chỗ này cả đã. Nhiều bóng kem để làm gì. Dựng ở đây mà chú thôi anh em. Thằng cuối. Ê, chơi cẩn thận xíu để kịp top 1 nào. 10 kill rồi. Xem hạ nốt thằng cuối lấy top 1 là ok nhá. Thật sự tâm sự với anh em là tầm này thằng cuối mình không biết nó ở đâu cả. Thề luôn. Mình cũng chưa định hướng, chưa hình dung được là nó sẽ ở đâu. Có thể là ở trên phía trụ điện này, sau thính này. Linh tan linh tinh mấy khu ở đây nữa. Căng phết đừng đùa công ạ. Dã man nhỉ. Để mình xem thế nào cho anh em. Cố lên anh, ok cảm ơn em.
Gắt phết nhờ. Các ông nhờ. Các ông chờ tôi tí. Tôi chưa nghe tiếng chân được của thằng nào cơ. Chưa hình dung ra được nó ở đâu ấy. Đây này, mình đang đứng khu này thì vẫn an toàn thôi. Thằng cuối đâu, thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu? Mình không nghĩ là nó ở phía trước canh đâu. Phía trước canh có đúng một đứa. Thế có nào nhỉ? Uầy. Bo càng ngày càng nhỏ rồi. Thế này thì nó ngay góc trụ điện trước mặt thôi. Tầm đấy. Cái xe này thì không có người rồi. Ok anh em. Ok anh em. Chắc là ngay góc đấy thôi. Mình cũng nghĩ như vậy luôn. Hay là lấy xe này, lấy xe lùa nó được này. Ngon hay lắm, có xe mà anh em ngại gì. Lấy xe. Hợp lý nhỉ. Làm sao chỗ này mày? Đây à, đây à, đây à. Anh tưởng ở đâu cơ? Anh tưởng là chú ở đâu cơ? Anh tưởng là chú ở đâu cơ? Uầy, anh tưởng là chú ở đâu cơ? Ờ vãi trưởng, mình còn xì máu này. Yes, 11 kill. Ngon. 14 máu top 1 nha. Ngon lành nha mọi người. Tên tè, top 1 thẳng tiến này. Trời ơi, thằng bé trốn sâu gốc dừa và cái kết. Đáng lòng cho em ơi. Ok. Như vậy là trong cái trận đấu này mình đã có 11 kill top 1. Ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.